tay đẹp nè, tay bằng tay đẹp nè, để mami sơn nha. Bây giờ con muốn mami sơn gô hết ngón hay là cái móng thôi? Cái này thôi hả? Ồ, đẹp quá Bella, ôi trời ơi, thích quá. Đẹp chưa? Giảm thêm tiếng lên đẹp chưa? Magazines are the only shiny things that I like. Đẹp quá. Chắc thôi được nhiều tiền tiếp lắm đây. Bên đây luôn nha. Bên đây chút luôn đi, đẹp lắm á. Tin má mày. Just this one. Just one. Thấy chưa? Đẹp chưa? Sơn hết luôn ha. No. Chắc qua vậy thôi hả? Sắc này khó dụ quá hả? No. Rồi, sơn cái này lên không? Hay là không? Không hả? You can do whatever. Whatever. Whatever, trả tiền không? Tôi sợ khách whatever lắm á. Whatever, khó lấy tiền lắm á. Mình không biết mình muốn cái gì, hồi là lấy tiền mệt lắm á. Đẹp ha. Rồi, sơn tóc tóc lên nha. Đừng nói whatever nữa nha. Mom, I am your daughter. How can you be afraid of your own daughter? Mami tưởng tượng con là khách nãy giờ chứ. Quên mất là con là con gái mẹ luôn rồi đó. Cứ tưởng khách không à, tại ế quá, tưởng thấy khách rồi mừng quá. Quên, làm cho con gái mà tưởng làm cho khách VIP. Vậy là kết quả lần tí nữa không có tiền rồi. Thiệt. What? Làm cho con gái thì làm gì có tiền chứ. Mom, I will give you kisses and kisses. Kiss thôi hả? Cho kiss thôi. Được thôi. Chỗ đẹp quá Bella ơi. Bella đẹp quá, sơn Bella đẹp quá. Rồi, đi qua bên kia hơ tay đi người đẹp.